An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo, bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Xin chào các bạn. Video trước các bạn đã xem bạn gấu bên Tarot và cuộc sống giới thiệu về cái bộ về cái Tarot and Life và về những cái Tarot mà đã được giới thiệu trong xã hội của Việt Nam mình thời gian gần đây. Thì trong cái giai đoạn mà Tarot đã vào Việt Nam thì thật sự nó không phải là bây giờ đâu các bạn, mà nó rất là lâu rồi, cũng phải hơn 10 năm rồi. Thì hôm nay tôi là Ngọc Thi, là một reader cộng tác với bên Tarot and Life cũng khá lâu, có thể nói là một trong những reader đời đầu đấy. Đó, thì hôm nay tôi cũng quay video này giới thiệu với các bạn một vài những cái trước mắt là về cái chủ đề đi ha. Thì trước hết là bạn trẻ bây giờ thì chúng ta quan tâm nhiều đến công việc và tình yêu. Đó là hai cái chủ đề mà gần như là gần 100% khách hàng đến với Tarot và cuộc sống đều là những câu hỏi chính. Thì hôm nay nhân cái video này tôi cũng xin trao đổi với các bạn về hai cái chủ đề này ở trong Tarot. Các bạn theo dõi nhé. Thì nãy giờ tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì trong cái quá trình mà giao tiếp và nói chuyện với các bạn trẻ trong cái thời gian vừa qua thì tôi thấy những cái vấn đề mà các bạn trẻ đang rất là trăn trở rồi quan tâm rất là nhiều, đó là về công việc. Đó, mà nhất là trong cái thời gian gần đây khi mà cái đại dịch nó bùng phát thì cái vấn đề mà về công việc, về cái định hướng tương lai cũng như là những cái con đường sự nghiệp cho sắp tới là nó là một trong những cái mà các bạn đã rất là nhiều các bạn trẻ hoang mang. Và khi các bạn đến với chúng tôi á, thì thật sự ra mà nói á, thì đối với tất cả các loại hình khác thì mọi người cứ nghĩ nó là một cái gì đó nó huyền bí. Nhưng thật sự khi mà tôi đến với Tarot á, thì tôi thấy như thế này. Thật sự Tarot đã thuyết phục tôi. Tôi không phải là một người duy tâm. Tôi rất là gọi là phải cái gì đó phải rõ ràng, phải có một cái logic gì đó phân tích như thế nào để cho tôi chứng minh được đó là đúng thì tôi mới tin. Nhưng mà khi tôi đến với Tarot thì qua những cái gọi là hình ảnh và những cái sự kết nối giữa những lá bài và với con người ấy, thì tôi thấy nó quá là thuyết phục đi. Là tôi đi sâu vào nó. Thì trong thời gian vừa rồi tôi đã được tiếp cận với rất là nhiều các bạn trẻ. Thì ở đây tôi sẽ nói như thế này. Trong cái giai đoạn này, trong cuộc sống của chúng ta có những cái nó rất là đảo lộn. Nó đảo lộn một cách gọi là cực kỳ luôn. Có nghĩa là những cái ngành trước đây là hot thì bây giờ nó trở thành là không còn cái cơ hội nữa. Và những các cái ngành trước đây là nó không ai quan tâm thì bây giờ nó lại có cơ hội để nó trở lại. Thì đó cũng là một trong những cái dịp, mặc dù là đại dịch nó bùng phát như vậy thì ta có những cái rất là tiêu cực, nhưng mà nó về mặt tích cực thì nó giúp cho các bạn trẻ là nhìn lại chính bản thân mình và nhìn lại cái chặng đường và những cái gọi là khả năng, cái kỹ năng của mình để mà thích nghi. Tôi dùng cái từ là thích nghi đó. Bởi vì là có những bạn học rất là giỏi, học bằng này bằng nọ bằng kia, có thể là tiến sĩ, là thạc sĩ hoặc là cử nhân, nhưng mà khi ra trường thì tôi thấy các bạn, đại đa số các bạn là không có làm được đúng nghề. Và những cái nghề mà các bạn làm hiện tại bây giờ là hoàn toàn là giống như là một cái duyên vậy thôi.
thì những cái duyên đó nếu như chúng ta mà chú ý trong cái quá trình mà mình ngoài cái việc chính ra, cái nghề chính ra, mình tập, mình học những cái kỹ năng, có như là cái ngành nghề mang tính kỹ năng, thì chúng ta khi mà tất cả mọi cái việc gì trong cuộc sống xảy ra thì chúng ta sẵn sàng đón nhận nó và rất là dễ thích nghi. Đó là một trong những cái mà khi được các bạn xin thư tham vấn thì tôi đều khuyên các bạn đi theo cái hướng như vậy. Và thật sự là mọi người chưa, tôi nghĩ là chưa có một cái công trình khoa học nào công nhận là cái sự đóng góp của cái cộng đồng reader đem lại cho xã hội. Nhưng đối với bản thân tôi thì tôi thấy như thế này, là thật sự là chúng tôi là những người đang rất là âm thầm cùng bên các bạn để đi cùng các bạn trong những lúc khó khăn nhất và đưa các bạn đến một cái là cái suy nghĩ và cái gọi là cái hướng tích cực nhất đó. Và đối với tôi thì Tarot nó không có là cái gì gọi là mê tín hết á. Các bạn trẻ khi đến đây mà có mang cái tư tưởng là mê tín dị đoan hay tới đây thì gặp tôi hoặc là các bạn thấy ở đây thì hầu như là để xóa bỏ hết cái suy nghĩ đó. Thì về trong cái giai đoạn sắp tới đây thì tôi nghĩ thế này này, các bạn nên có như thế này, mình đừng có hoang mang, mình đừng có lo lắng, tất cả mọi thứ nó sẽ đều có sự thay đổi. Chỉ cái là quan trọng là mình định vị cho mình là mình đang thích cái gì, khả năng của mình tới đâu và mình làm được cái gì đó. Còn bây giờ tôi nghĩ là này, việc lớn việc nhỏ việc gì cũng được, miễn sao là chúng ta được cống hiến và chúng ta có được cái gọi là những cái nguồn thu nhập về để nuôi sống bản thân chúng ta. Và trong cuộc sống thì tôi nghĩ công việc á, nếu các bạn để dù là việc gì mà các bạn để cái tâm vào cái gọi là cái công việc mà mình đang làm á, thì cái sự tưởng thưởng lại cho mình rất là xứng đáng. Rồi nói về công việc thì như vậy, nhưng vậy thì giữa công việc và tình yêu và tình cảm, ở đây thì tôi chỉ nói về tình cảm, thì tôi chỉ nói là về cái tình yêu đôi lứa thôi. Tình cảm nó rất là nhiều, nó rất là rộng, có thể là tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả. Nhưng ở cái video này thì tôi chỉ nói về cái tình yêu đôi lứa thôi. Các bạn có biết là trong cái giai đoạn mà chúng ta bị cách ly hoặc là giãn cách xã hội á, thì có biết bao nhiêu cặp tình nhân là bị gọi là chia tay không? Rất rất là nhiều, nhiều lắm luôn á. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi người cứ đổ lỗi cho đối phương không à? Trời ơi, không biết là bạn ấy tại sao lúc này bạn cảm thấy là hờ hững đối với mình, rồi cảm thấy như là hai người càng ngày càng xa cách, rồi rất là ABC như vậy. Trong khi các bạn có biết rằng đối phương của mình cũng đang chật vật đối diện với tất cả những cái áp lực của cuộc sống không? Rất rất là nhiều. Cho nên khi mà các bạn có những bạn trẻ đến với Tarot và cuộc sống á, thì rất là nhiều trăn trở. Nhưng mà qua cái buổi tham vấn thì chúng tôi cho các bạn một cái nhìn rất rõ về cái cuộc sống và cái thực tế, cái thực trạng mà đang xảy ra cho bản thân các bạn ấy, cho đối người mà các bạn ấy đang yêu. Tôi lấy một ví dụ như thế này. Có một bạn là cái video này không những là cho các bạn trẻ trong nước đâu nha, mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam đang du học ở nước ngoài. Bởi vì khách hàng của Tarot Online thì rất là nhiều. Ở đối với các bạn thì Tarot Online luôn luôn ở bên các bạn nha. Dù các bạn đang ở đâu, đang ở phương trời nào, nhưng là người con của Việt Nam thì ở đây tôi cũng đang nói về các bạn luôn. Thì nhiều các bạn như này là đi được gia đình lo cho đi du học sang bên đó, thì sang bên đó thì lại gặp dịch, thì bây giờ gia đình lại không còn đủ khả năng để đưa các bạn trở về, và các bạn phải coi như là phải gần như là bị giãn cách, phải là sống trong một cái tâm trạng rất là buồn và lo lắng. Ở nhà thì cũng đâu có phải là bình thường đâu, cũng lo còn hơn các bạn nữa. Nhưng ở đây trong tình yêu, người yêu ở bên này cũng sốt ruột mà không có khả năng để giúp để cho người yêu mình về. Và nó, các bạn có biết không, có ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của các bạn ở đây luôn á. Có những khách hàng đến gặp tôi thì khóc, trời ơi cô ơi, bây giờ con không biết như thế nào, bây giờ trong cái tình cảm con cũng biết là sao, bây giờ con đang học một cái gọi là đang học thạc sĩ hay cái gì đó, mà bây giờ con không muốn học nữa, con cảm thấy có gì đó chán nản, nó có gì đó thất vọng. Thì tôi lại phải cùng với bạn đó mở những lá bài Tarot ra, phân tích từng khía cạnh tâm lý một, từng cái vấn đề xảy ra xung quanh bạn và người yêu của bạn, và phân tích và chọn cho bạn những cái hướng. Ở Tarot thì nó có như thế này nè,
nó có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Nếu bạn đi con đường A thì sự lựa chọn của bạn nó sẽ có khó khăn và thuận lợi như thế nào, bạn đi con đường B thì khó khăn và thuận lợi ra sao, con đường C cũng vậy. Và sau khi phân tích một hồi thì cái sự lựa chọn cuối cùng chính là cái người khách hàng đó. Thì tôi thấy như thế này, đối với các bạn trẻ hay là như thế nào đó thì tôi không có cho rằng cái bộ môn tarot này là tuyệt vời, nhưng rõ ràng là trong tất cả các môn huyền học thì tôi sau cái thời gian tôi làm việc thì tôi thấy như thế này nè, nó có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ, không có rời rạc đâu các bạn. Mỗi người thì cứ tự khi học về một bộ môn nào đó thì cho rằng cái bộ môn của mình là nhất, không có bộ môn khác bằng đâu. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy là qua một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là lâu và dài, thì tôi thấy là tất cả các bộ môn huyền học từ phương Đông cho tới phương Tây nó có một cái sợi liên kết chặt chẽ vô cùng đó. Và khi mà chúng ta có một cái nhìn tổng thể từ trên cao nhìn xuống, chúng ta mới thấy được điều đó. Còn chúng ta nhìn ngang hoặc là nhìn theo cái kiểu mà đưa cái tôi lên đó, thì rõ ràng là chúng ta không thấy được cái sự cái độ gọi là liên kết của nó. Thì trong cái quá trình đó thì tôi có nghiên cứu, thật đúng là cũng trong cái đợt dịch vừa rồi đó, trong 2020 thì tôi ở nhà, tôi nói bây giờ mình ở nhà mình sao. Cuối cùng tôi lại là người bắt đầu cho một cái công việc mới, có nghĩa là tôi tự vẽ cho mình một cái bộ kinh dịch. Bộ kinh dịch ứng dụng này nó sắp được phát hành. Cái bộ tarot này là thực sự đó là một cái bộ, tôi dùng cái tên của nó là kinh dịch ứng dụng. Đấy. Thì cái thực ra nó là kinh dịch ứng dụng thôi, trên nền tảng lý luận nguyên lý cơ bản của kinh dịch, nhưng mà trong đó tôi kết hợp với chiêm tinh, tarot, rồi thần số học, tất cả những cái bộ môn huyền học khác, phong thủy, tôi kết hợp vào đây thành một cái bộ môn tarot của riêng tôi. Nhưng khi mà bắt đầu áp dụng vào cho khách hàng của tarot và cuộc sống trong năm bắt đầu năm 2021 thì tôi cảm thấy rằng cái này tôi không nên giữ cho bản thân mình được, bởi vì nó có một cái sự gọi là nó một có cái gì đó nó rất là rộng và nó rất là sâu, và tôi nghĩ là nó lại đơn giản nữa, thì tôi mạnh dạn chia sẻ với mọi người qua cái bộ này đó. Và tôi cũng qua hôm nay thì cô cũng khuyên tất cả các bạn như thế này này, thực sự là khuyên thì cũng không đúng, bởi vì trong cái lúc này á, công việc rồi tình yêu nó luôn luôn làm cho chúng ta mệt mỏi, nhưng mà cái mà tình yêu đem lại á, thì là cái sự động viên đấy. Cho nên là khi mà nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi thường hay nói như thế này này, con ơi, con có thấy là tình yêu, trong tình yêu con áp lực như một thì bạn trai con cũng áp lực tới 10 lần, bởi vì bạn ấy cũng phải đi kiếm sống, bạn ấy còn phải lo nhiều thứ, rồi bây giờ về lại phải là chiều chuộng hoặc là phải đưa con đi ăn đi này đi nọ đi kia. Thì liệu như vậy thì mình đã hiểu nhau trong cái lúc khó khăn chưa đó. Và sau những cái chia sẻ như vậy thì các bạn có cái nhìn nó khá là đúng đắn. Để về nói về những cái tình yêu mà nó mang cái tính gọi là chịu đựng á, thì cũng là một cái đề tài mà tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nói thẳng với nhau. Tại vì có những bạn yêu mà yêu, thứ nhất là yêu theo kiểu đơn phương, nó cũng là một cái mà là một trong những cái nhức nhối trong cuộc sống bây giờ. Nếu mà mình yêu một người mà mình không dám nói, mình chỉ cứ theo đuổi họ từ xa, hoặc là thậm chí họ cười với mình một tí xíu thì mình coi như cả nguyên một ngày đó vui, hoặc là ngày hôm đó họ không nhìn tới mình thì mình lại rất là buồn, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta phải nên nhìn nhận về tình yêu làm sao. Thứ nhất á, là mình phải đúng cái đối tượng, và nó có một cái sự gọi là cho nhận và cân bằng, chứ không phải là yêu theo một cái cách mù quáng. Cái người đó mình cảm thấy đúng với cái yếu mình rồi, bằng mọi giá mình yêu kiểu này, yêu bất chấp á, thì cũng thứ nhất là mình là tự mình á, là đang làm tổn thương bản thân mình. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ, trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà cực kỳ khó khăn, là cái giai đoạn mà tất cả chúng ta, dù là lớn dù nhỏ, dù là có đã qua đã có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm, thì đều phải quay lại nhìn với bản thân mình đó, và nhìn nhận một cách gọi là để như thế nào để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn và áp lực của cuộc sống. Thì đây cũng chính là cái thông điệp mà tôi muốn đưa đến với mọi người trong cái clip này.
Bây giờ thì để đi vào thực tế thì như thế này. Trong cái buổi, trong clip này thì tôi sẽ xem bài tổng quát trong tháng 4 cho tất cả mọi người ha. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái này là một cái viên đá màu vàng, hình thành màu vàng. Thì nó biểu trưng cho là những bạn thuộc cung đất ha, cung hoàng đạo thuộc cung đất. Nó gồm những cái bạn già có cung hoàng đạo là Ma Kết, Kim Ngưu và Xử Nữ. Đó. Thì trong các bạn trong sinh Ma Kết, Kim Ngưu và Xử Nữ sinh vào ngày tháng năm nào thì các bạn có thể search trên Google ha. Chứ không, ở đây thì mình cũng không nói, mà chỉ biết là các bạn là có cung hoàng đạo mang yếu tố đất. Đấy, thì trong cái Ma Kết là khởi đầu của cung đất, Kim Ngưu là cái yếu tố đất bền vững nhất, khó thay đổi. Rồi còn cái Xử Nữ thì có thể uyển chuyển ha. Đó, thế thì các bạn về cái đó, về chiêm tinh thì các bạn có thể tự nghiên cứu. Nhưng hôm nay tôi sẽ qua, hôm nay là trải bài đó, trải bài cho nguyên tháng 4 luôn nha. Thì ở đây là chỉ là đang mang cái tính tổng quát, chứ không có cụ thể là cho trường hợp nào. Còn những bạn chủ thể thường thầm nào thì có thể là phải ngồi gần với nhau rồi, hoặc là như kết nối để chúng ta phân tích kỹ cái vấn đề của các bạn. Còn đây là chỉ mang cái tính chung thôi. Rồi, trải bài đầu tiên cho những người thuộc cung đất ở trong cung hoàng đạo, nó bao gồm Ma Kết, Kim Ngưu và Xử Nữ. Thì chúng ta sẽ có, mình sẽ trải bài cho các bạn là bài vừa tarot vừa kinh dịch luôn nha. Ở đây mình sẽ chọn một trong một tổ bất kỳ nào đó trong cái bộ 384 lá của kinh dịch ứng dụng, và tôi sẽ chọn ra cũng 4 lá bất kỳ luôn. Trong cái tháng 4, tổng quát trong tháng 4 2021, những người thuộc cung hoàng đạo, thuộc cung đất, nó sẽ có một vài những cái thông điệp như sau. Thứ nhất là các bạn, đây có thể nói là trong một cái giai đoạn chuyển mình của các bạn từ cái mùa xuân sang mùa hạ. Thì ở các bạn biết rồi, về cái yếu tố về ngũ hành á, thì mùa xuân, khi ba mùa xuân thì nó mang cái tính là mộc, nhưng bắt đầu sang mùa hạ thì nó là đã chuyển sang hỏa rồi. Mà hỏa mà gặp đất thì có như thế nào, nó là xanh, có nghĩa là bắt đầu các bạn sẽ vào một trong những cái gọi là cái giai đoạn mà khá là thuận cho mình đó ha, tạo cho mình trong công việc này. Trong công việc thì các bạn có thể trong mùa xuân các bạn chưa được kiếm được việc làm, thì trong cái mùa hè này các bạn có thể là sẽ được tìm được việc làm. Đa số các bạn sẽ tìm được việc làm ổn định đấy. Và các bạn, nếu bạn nào mà có cái dự định đi học một cái gì đó mà mình cảm thấy rằng mình cần phải học hỏi á, thì các bạn cũng nên mạnh dạn đi nha. Đã bắt đầu khởi đầu một cho những cái gì đó khá là ấy rồi, thậm chí các bạn không nghĩ rằng là cái bắt đầu của ngày hôm nay chúng ta học lại là một cái gì đó mà vận mệnh trong quá khứ, ở trong tương lai mình sẽ là làm nó. Đó là về cái công việc. Về nhưng mà tuy nhiên trong tình yêu á, thì nó lại có như thế này. Nếu như bạn nào trong quá khứ đã từng bị một ai đó làm mình tổn thương, hoặc là mình đã từng làm tổn thương một ai đó, thì các bạn cũng đừng có ám ảnh về quá khứ hoặc là những cái điều đã và đang xảy ra với mình đó, mà hãy nghĩ rằng là cuộc sống thì nó là như vậy đó. Hôm nay mình có thể là mình bị tổn thương, nhưng mà biết đâu trong một cái lúc vô tình nào đó thì mình lại tổn thương người khác thì sao. Thì tất cả những cái gì đó trong quá khứ các bạn hãy cho nó qua đi, để mà chuẩn bị cho những cái giai đoạn sắp tới. Bởi vì cái đây là một cái tháng cũng khá là chuyển giao, đang khá là thuận lợi cho những người thuộc về cung đất nha. Thì ở đây là bên mình sẽ nói với các bạn, phân tích với bạn theo về kinh dịch một chút xíu. Thì tất cả những người nữ cũng như nam ở thuộc về cung đất đó, là nó mang cái tính cũng khá là cố chấp đó, khá là cố chấp. Rồi họ cũng là một người độc lập, nhưng mà nó hơi bị cái sự là cái mở lòng ra bên ngoài các bạn hơi khó. Thì ở đây cái quẻ kinh dịch nói khuyên các bạn rằng
bạn hãy mở lòng ra, trở thành giống như một nữ hoàng của nước vậy đó. Nếu là nữ, nam thì chúng ta là ở một cái vị trí cao, một cái vị trí nó có địa vị nào đó, hoặc là trên một cái trưởng nhóm, hoặc là trưởng phòng, hay là kể cả giám đốc, thì các bạn hãy nhìn nhân viên của mình bằng một cái nhìn nó gọi là mềm mỏng hơn, hài hòa hơn ha, mang yếu tố nước nhiều hơn, thì cái các bạn được đó, nó tốt hơn rất là nhiều. Và trong cái giai đoạn này thì những cái quẻ của bên kinh dịch cũng nhắc các bạn rằng hãy trở về với chính bản thân mình, để mình nhìn nhận với cái gọi là con người thật của mình, bản chất thật của mình, và phải giữ nguyên khí. Càng các bạn càng bình tĩnh bao nhiêu, càng bà giữ cái nguyên khí của mình tốt bao nhiêu, thì cái sự may mắn nó đến, các bạn sẽ sáng suốt để đón nhận nó bấy nhiêu. Ở đây một cái quẻ bài có nghĩa là ở trong một cái giai đoạn, cái thẻ thẻ này nè là một cái quẻ thẻ mà nó đang nói là trong cái giai đoạn này là không phải là giai đoạn tốt đâu nha bạn. Về môi trường, về tất cả mọi thứ nó đang rất là hỗn loạn, những cái vòng tròn màu đen nó bao xung quanh chúng ta, thì có nghĩa là về cái dịch Covid hay cái gì đó tôi không biết nữa, nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ còn phủ lên cái cuộc sống của chúng ta nhiều. Nhưng đừng có mất hy vọng, bởi vì phía ngoài kia nó còn nhiều cái sự may mắn và cái sự tốt lành nó đang ở phía bên ngoài ha. Các bạn cũng chú ý về cái hướng gọi là hướng Đông Bắc, cũng là một trong những cái hướng thuận cho những cái người thuộc cung đất trong cái tháng 4 này. Trong cái tháng 4 này thì những bạn mà thuộc về ví dụ như là mạng kim đó, mạng kim hoặc là những cái đó, trong đó có các bạn tuổi Thân, tuổi Dậu đó, và thì các bạn lại là được may mắn, bởi vì các bạn là đã được cái những người trong cái cung đất này hỗ trợ cho các bạn, đồng thời các bạn cũng là những cái đối tác khá là phù hợp cho những người thuộc cung đất trong cái tháng 4 này. Đấy, thì các bạn hãy nhớ luôn cho dùm tôi cho một chút xíu là cái con số 3. Con số 3 đây là một sự hợp tác ba người ha, hoặc sự một cái gì đó mà nó liên quan tới con số 3, thì các bạn hãy cùng nhau, thì cái sự con số 3 này nó làm cho các bạn vững vàng trong cái việc mà các cái cuộc sống xung quanh chúng ta. Và trong cái tháng 4 này, những người thuộc cung đất sẽ có được một cái câu. Cái câu này thì tôi cho nó là một cái câu khẩu quyết trong tháng cho các bạn. Đó là một cái câu mà trong thần số học, nó liên quan tới con số 6. Đấy. Thì trong cái giai đoạn này, trong cái tháng này, các bạn muốn kết giao với ai, hoặc là các bạn muốn mình trở thành một con người như thế nào, thì các bạn chỉ cần thả lỏng mình ra, không suy nghĩ gì hết, để cho cái đầu óc mình nó rỗng rang, và mình nhắm mắt lại, mình đọc lên cái câu khẩu quyết như thế này: tôi muốn kết giao với ai, thì các bạn tự nghĩ trong đầu ha, và tự nói lên. Rồi tôi muốn mình sẽ là, tôi muốn mình sẽ trở thành người như thế nào, thì các bạn hãy đọc những cái câu đó giống như một cái câu, giống như câu khẩu quyết vậy đó, để mà đem lại những cái sự may mắn và những cái sự hợp tác khá là thuận lợi cho mình trong cái tháng 4 này. Đó là, đây là hết cái trải bài cho những người thuộc cung đất nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái trải bài cho những người thuộc cung nước. Trong cái cung hoàng đạo mà về thuộc mang yếu tố nước á, là bao gồm những cái cung cự giải nè, cung bò cạp nè, và cung song ngư. Thì trong đó cái cung bò cạp như tôi phân tích hồi nãy, cái cung ở giữa đó là vẫn là cái cung hoàn toàn là nước. Đó, cái cung đầu là cái cung gọi là cũng vẫn còn chút xíu của cái cung khác lấn qua. Rồi còn cái cung cuối là cung song ngư thì cũng vẫn có thể là bị lấn qua một cái cung khác nó đứng gần kề. Đó thì các bạn sẽ tự tìm hiểu, tự search trên Google để tìm hiểu mình nó bị ảnh hưởng cái cung nào ha. Đó, tuy nhiên ở đây thì hôm nay là tôi vẫn trải bài, gọi là trải bài tổng quát tháng 4 cho những bạn có cung hoàng đạo thuộc yếu tố nước. Thì cũng như lúc nãy đó, chúng ta sẽ trải bài là tổng quát thôi, những cái vấn đề tổng quát thôi nha, về công việc và tình cảm thôi. Còn những vấn đề yếu tố khác, ví dụ như là các bạn mua bán bất động sản, hay là kinh doanh về chứng khoán hay này nọ đó, thì ở đây chúng ta sẽ không bàn tới nha. Chúng ta chỉ bàn tới về công việc thôi và tình cảm.
Đây là trải bài của cung nước trong tháng 4 nha mấy bạn. Rồi mình sẽ chọn một cái tụ bất kỳ nào trong cái 384 quẻ dịch, quẻ kinh dịch, và bắt đầu cũng trải bài y như vậy luôn. Trong tháng 4 những người thuộc cung nước nó bắt đầu nó như thế này. Thứ nhất á, là các bạn sẽ trong cái mùa xuân thì cái mộc nó vượng, và những bạn thuộc cung nước thì cũng đã bắt đầu cũng cảm thấy, nếu mà tính theo, nếu mà ta luận theo ngũ hành thì các bạn cũng đã bị hao hụt, với mộc vượng thì thủy nó cũng hơi suy ha, và bắt đầu sang tới mùa hạ đó thì thủy nó cũng sẽ bắt đầu khô hơn đó, nắng lên thì nước nó cũng sẽ khô. Và nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là trong cái những bạn thuộc cung nước thì thực ra trong cái giai đoạn vừa rồi, trong những cái tháng đầu năm, các bạn cũng về cuộc sống cũng khá là viên mãn ha, công việc cũng tương đối gọi là hơn các cái cung khác đấy đó, thậm chí là các bạn được sự đỡ đầu của những người có thế lực, những người đứng đầu các cái cơ quan hoặc là cái công ty mà các bạn đang làm. À, mọi việc rất là, tôi thấy là đang khá coi là trong cái thời gian vừa rồi đối với các bạn là khá là viên mãn so với cái cung của các bạn về thuộc cung đất. Và các bạn cũng là những người cũng thể hiện được những cái gọi là cái khả năng và xô được những cái kiến thức của mình ra trong công việc. Thậm chí một số những bạn là nằm ở vị trí lãnh đạo thì ở vị trí sếp á, thì các bạn cũng hình như trong cái thời gian vừa rồi các bạn hơi bị ngủ quên trên chiến thắng đó, vì các bạn cảm thấy rằng mình cũng khá là giỏi đây, mình cũng khá là được sếp yêu ái, tức là chắc là mình cũng có thực tài, nhưng thực sự các bạn cũng có thực tài thật. Nhưng ở vấn đề là cái chỗ là cái lá bài của 10 cốc này nè, nó xuất hiện ở trong đây thì có nghĩa là khuyên là các bạn đừng nên ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì cái gì đó nó đang có một cái tiềm ẩn trong cái sự hạnh phúc á, thì luôn luôn nó có một chút xíu cái tiềm ẩn của cái việc đi xuống á nha. Cho nên khi cái lá bài này xuất hiện thì các bạn phải chú ý về công việc, đừng chủ quan mà hãy cố gắng làm sao mình phải là càng phải cố gắng hơn á, phải chỉnh chu hơn trong kế hoạch đó, để chúng ta có những cái chuẩn bị đón những cái kế hoạch sắp tới luôn á. Mà kế hoạch trong giai đoạn tháng 4 này là bắt đầu cho một cái gọi là cái chặng đường, mà ví dụ những cái công việc các bạn đang làm thì bắt đầu xuất hiện những cái khó khăn nhỏ đó, những cái kế hoạch các bạn đang làm sẽ có những cái cản trở hoặc là những cái vấn đề phát sinh thì các bạn phải chú ý nha, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Rồi về cái tình cảm, về mặt tình cảm á, thật sự ra ở cái góc độ mà cái quẻ bài lên như vậy á, thì tôi cảm thấy những người ở cung nước á, là họ thứ nhất là cái sự mà người khác đem đến cái sự tổn thương cho mình thì các bạn nhớ rất là lâu, nhưng mà cái các bạn đem đến sự tổn thương cho người khác á, thì các bạn hình như không chú ý ha. Thì cái này là một cái điều các bạn cũng phải nên nhìn nhận lại một chút xíu ha. Đôi khi những cái gì nó đã qua rồi, đôi khi chỉ một lời nói thôi, đồng nghiệp nó nói vu vơ hoặc nó nói không phải là nhầm vào mình đâu, nhưng mà mình lại có một cái cảm giác hình như đang nắm vào mình á, và mình cứ tiến mình vơ vào ha, và mình coi như là mình xù lên. Nhất là các bạn thuộc cái dạng cung bò cạp á, là các bạn thù lâu lắm luôn á. Khi mà nhận một cái điều gì đó mà người nào nói mà mình cứ cảm giác là hình như đang nói mình đó, thì phải nghĩ một cái điều gì đó hoặc là một cái câu gì đó sâu cay hơn mình đối lại với người ta, và để trong lòng, ghim trong lòng ha. Thì tất cả những cái đó thì các bạn đơn giản đi, trong cuộc sống mà mình phải đơn giản tất cả mọi thứ đi, cái gì qua được mình cho qua đi nhá. Thì cái lá bài này thật sự ra mà nói thì đối với tôi thì tôi nghĩ nó không phải là một cái gì đó nó lớn lao lắm đâu, mình có thể là hóa giải được. Thì trong cái tháng 4 này, nếu các bạn nào thuộc cung nước mà có những vấn đề về tình cảm hoặc công việc thì các bạn phải chú ý như vậy. Tuy nhiên ở đây tôi vẫn phân tích thêm một cái góc độ ở về vấn đề kinh dịch chút xíu. Bởi vì thật sự ra nói kinh dịch và tarot nó liên quan rất là chặt chẽ với nhau. Kinh dịch tôi vẽ cho bản thân tôi, cho nên tôi biết rằng những cái lá bài này nó liên quan một cách rất là chặt chẽ. Cho nên ở đây tôi sẽ phân tích thêm cho các bạn một chút xíu. Thực ra mùa hạ không phải là một cái mùa khó khăn cho những người thuộc cung nước đâu, mà là cái mùa để các bạn kích hoạt cái yếu tố lửa trong mình nha.
nha. Cái yếu tố lửa, những người thừa cung nước á, thì cũng dễ như là mũi lòng, hoặc là người yếu đuối, hoặc là nhiều khi á, là cũng cảm thấy co rút lại bên trong. Thì ở đây là cái thời điểm các bạn hãy bước ra ngoài, đem cái yếu tố lửa vào, đi tập thể thao, hoặc là ăn những cái món gì đó mà mình cảm thấy thích. Nói chung là mình cảm thấy mình vui vẻ, thoải mái, hoặc là có những cái buổi mà hội họp với nhau, gặp gỡ những người bạn mà cùng cái tâm huyết của mình đó, thì các bạn nên bước ra ha. Rồi trong thời gian tháng 4 này, các bạn sẽ nhận được những cái thông tin không, nếu bạn nào mà đầu tư về bất động sản á, thì có thể là trong cái tháng 4 này sẽ có những cái thông tin không phải là vui lắm đâu. Một cái thông tin nó mang cái thông tin nó hơi tiêu cực một chút xíu, có thể là về thị trường hay là về những cái gì đó, nhưng mà các bạn yên tâm đi, vì những cái thông tin đó khi đến thì các bạn sẽ xử lý được nó nhanh thôi nha. Và tất cả những cái hướng hiện tại bây giờ thì cái hướng đông á, là cái hướng rất là thuận cho các bạn thuộc cung nước trong cái tháng 4 này. Hướng đông nha mọi người ha. Rồi và các bạn hãy trở lại, cũng nói như là các bạn ở cung đất hồi nãy, có nghĩa là các bạn hãy trở lại với chính bản thân mình trong cái giai đoạn này. Các bạn phải thật sự giữ được cái nguyên khí, sự bình tĩnh đó, đừng có quá nóng vội, cũng như đừng có quá là ủy mị, thì các bạn sẽ cảm thấy mình sẽ rất là sáng suốt trong những cái nhìn nhận về kinh doanh cũng như là trong tình cảm. Ở đây nếu như bạn nào có vấn đề gì đó mà bế tắc về công việc hay là về tình cảm thì các bạn hãy cố gắng trong cái giai đoạn này, thì các bạn chỉ cần một câu này, tôi bằng lòng với những gì tôi đang có. Đó là một cái câu trong thần số học. Và các bạn cứ đọc câu này trong vòng 30 ngày thôi, thực sự là 30 ngày thôi là mọi việc bắt đầu nó xoay chuyển theo cái chiều hướng cho các bạn tích cực nha. Thì đây là cái trải bài cho dành cho cung hoàng đạo thuộc yếu tố nước. Các bạn hãy để ý ha, và chia sẻ với nhau để mà cùng nhau có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Rồi bây giờ là một cái trải bài dành cho những người thuộc cung hoàng đạo mang yếu tố hỏa, đó là cung Bạch Dương, cung Sư Tử và cung Nhân Mã. Thì cũng như các bạn cũng biết rồi, cung Bạch Dương là cung đầu của lửa, cung Sư Tử là ở giữa ha, là hoàn toàn mang cái tính lửa luôn. Rồi cái cung cuối là Nhân Mã thì sẽ có sự uyển chuyển chút xíu. Đấy, thì tất cả những người mà mang cái cung yếu tố lửa đó thì nổi cái từ của nó không cũng đã thể hiện được tính cách của các bạn rồi. Tuy nhiên hiện tại bây giờ khi các bạn trẻ bây giờ đã có những cái gọi là cái sự tìm hiểu, rồi cũng cái sự hoàn chỉnh bản thân ha, để tạo cho mình những cái gọi là cái hoàn thiện bản thân, thì các bạn đã có nhiều cái sự thay đổi. Thì nhưng mà cái sự nhiệt huyết ở trong cái yếu tố lửa, những người cung hoàng đạo có yếu tố lửa thì rất là cần để mà sốc lên tinh thần những người đi tiên phong, những người mà mang cái tính gọi là khám phá này nọ, là cũng đa số là cái cung đó ha. Thì chúng ta sẽ hôm nay trong tháng 4 tôi sẽ mở bài cho các bạn thuộc cung hoàng đạo mang yếu tố lửa. Đây cũng là một cái trải bài ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Rồi, bắt đầu cho những phân tích cái trải bài tháng 4 cho những người thuộc cung hoàng đạo có mang yếu tố lửa nha mọi người. Thì ở cung hoàng đạo này, trong cái tháng 4 này nó có ra những cái lá bài, trong đó nó cũng khá là có thể là trong giai đoạn này các bạn bỗng nhiên mình cảm thấy mình trở thành một người nó mang cái tính là trước đây là mình có cái gì mình hay show ra, hoặc là mình mang cái tính là thích thể hiện, thích này nọ, thì bây giờ các bạn trở thành giống như những nhà triết gia vậy đó. Tự nhiên bỗng mình cảm thấy mình giống như là một người hiền triết vậy đó, suy nghĩ sâu lắng hơn, sâu sắc hơn đó, và các bạn có những cái nhìn nó mang cái tính là mang cái chiều sâu nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên ở đây tôi thấy là những các bạn mang yếu tố lửa trong cái giai đoạn này thì đang khá là hoang mang nếu mà nói về công việc ha. Những bạn nào mà đang muốn đổi việc hoặc là đang cảm thấy không bằng lòng với những công việc của mình hiện tại á, thì đang khá hoang mang trong cái việc định hướng cho tương lai.
đó là những cái bạn mà thuộc về cung yếu tố lửa nha. Tuy nhiên ở đây các bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì thật sự ra mà nói các bạn là những người rất là dễ kết giao. Các bạn là rất là người những người mà dễ kết bạn lắm. Các bạn đi ra chỉ cần nhìn các bạn là mọi người bị cuốn hút rồi. Thì cái việc mà các bạn tìm cho mình một cái công việc vừa ý và nó cảm thấy vui vẻ thoải mái thì không khó đâu ha. Thì trong cái giai đoạn này tôi nghĩ là các bạn cứ, nếu bạn nào đã có công việc thì hãy giữ nó cho nó thật là hài hòa. Đừng khoan vội nghĩ đến cái việc mà đổi việc đã nha. Rồi còn bạn nào chưa có thì hãy cứ mở rộng cái gọi là cái sự tìm kiếm đi, chắc chắn là các bạn sẽ tìm được một công việc như ý đó nha, thậm chí là lương hướng cũng tương đối. Còn về tình cảm á, thì trong cái giai đoạn này tôi thấy là một cái giai đoạn mà những người đang yêu á, thì khá là hạnh phúc. Còn những người mà chưa yêu á, thì cũng không biết là mình chưa tìm được cái nửa của mình. Cho nên là mọi thứ cứ giống như là cũng như sương sương khói khói vậy đó. Nhưng mà không sao đâu, tại vì có thể là tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì trong 3 tháng mùa hè thì có thể các bạn sẽ tìm được. Nhưng mà trong cái tháng 4 này thì các bạn hãy gọi là cứ có một cái như thế này nè. Nếu bạn nào mà đã yêu á thì hãy giữ cái tình yêu đó của mình, đừng có thay đổi. Nhưng có những bạn là dễ bị rơi vào cái gọi là cái tình cảm mà nó không được rõ ràng á, và các bạn đang giấu mọi người ha. Thì cái việc này á, là cũng trong tháng 4 này cũng chưa nên nói ra. Trong công việc cũng vậy. Trong công việc thì nếu như các bạn đang dự án chuẩn bị cho một cái công việc nào đó hoặc một cái dự án nào đó thì tôi khuyên các bạn là trong giai đoạn này nên giữ bí mật một cách tuyệt đối. Khoan đưa những cái xô những cái mà kế hoạch của mình ra trong tháng 4 nha. Mọi người chú ý trong tháng 4. Tại vì trong cái giai đoạn này xung quanh các bạn, năng lượng xung quanh các bạn không phải là tốt lắm đâu. Đó, vẫn còn có một cái gì đó nó mang cái tính là nhất là về những cái bạn làm về kinh doanh, về có mang cái yếu tố tài chánh á, thì nó cũng không phải là những cái mà thuận lợi lắm cho mình trong cái giai đoạn này ha. Những cái gì mà trong giai đoạn tới thì các bạn sẽ xem những cái trải bài tháng sau. Nhưng mà trong giai đoạn này tôi nghĩ công việc các bạn nên ổn định, đừng có đứng núi này trông núi nọ, nó sẽ không tốt cho mình ha. Tại vì những cái cơ hội của các bạn nó nằm ở những tháng sau chứ không phải tháng 4 này đâu. Thì trong cái tháng 4 này những bạn mà thuộc yếu tố lửa thì có cái câu như thế này nè: tôi sẵn sàng đón nhận tương lai. Đó là cái câu khẩu quyết mà các bạn sẽ đọc, nên đọc trong cái tháng 4 này ha. Tại vì tương lai ở phía trước của các bạn không có xấu, tương lai phía trước rất là ok ha. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này chỉ một cái điều duy nhất tôi nhắc nhở các bạn, trong về công việc, về tài chánh hay là về tình cảm, nếu chưa đến lúc mà để show ra, chưa đến lúc mà cho mọi người biết thì nên giữ bí mật tuyệt đối nha. Kể cả công việc này, kể cả kế hoạch làm việc của mình trong dự án tương lai của mình như thế nào, kể cả ý tưởng trong cái việc làm việc nữa, thì những cái đó các bạn nên giữ bí mật tuyệt đối. Càng bí mật bao nhiêu thì cái sự thành công của tháng sau các bạn càng tốt bấy nhiêu. Đó là cái câu của cái những người trong cung hoàng đạo mang yếu tố lửa, là tôi sẵn sàng đón nhận tương lai. Tôi sẵn sàng đón nhận tương lai ha. Rồi thì xong cái phần trải bài cho cung hoàng đạo mang yếu tố lửa nha. Tiếp tục mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái trải bài tháng 4 ha, cho những cung hoàng đạo mang yếu tố khí. Những cung hoàng đạo mang yếu tố khí nó bao gồm Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử. Song Tử hay có tên gọi là Song Sinh đó các bạn ha. Đó. Thì ba cái cung này thì cũng như các cung trước là cung Bảo Bình nó nằm gọi là 100% là khí. Thiên Bình thì nó còn có sẽ lai một chút xíu, và Song Sinh thì cũng có hơi lai một chút xíu. Thì cái đó nếu bạn nào nghiên cứu về chim tinh hoặc là muốn nghiên cứu sâu hơn thì tự mình tìm hiểu ha, trên Google có hết. Thì hôm nay là tôi lại trải bài tiếp là về cái tiếp tục cho là những cung mang yếu tố khí trong tháng 4, về công việc và tình cảm thôi. Những cái yếu tố khác thì không sẽ trải bài ở đây.
Rồi trong cái tháng tư này, những người thuộc yếu tố khí trong cung hoàng đạo phải chú ý những cái điều như sau. Về công việc thì có thể là các bạn, nếu mà nói về một số bạn mà đang ổn định của công việc á, thì có thể lương các bạn có thể là hơi bị đau xuống một chút xíu nha. Có thể là do cái chỗ môi trường mình làm việc đang có những vấn đề gì đó mà trong thời gian, ví dụ sếp gồng lâu quá rồi thì bây giờ báo rồi, thôi mọi người cố gắng đi giảm khoảng 40% lương để qua cái cơn gọi là khó khăn ha. Và trong nó sẽ phát sinh như thế này, tại vì yếu tố khí là một cái yếu tố mà cái sự tính toán cũng nhiều. Những người thuộc yếu tố khí thì họ là đa số là họ cũng, nếu mà nói về họ dùng cái đầu nhiều hơn trong công việc. Tuy nhiên khi mà đụng chạm tới vấn đề tiền bạc á, thì nó có hai hướng. Một nhóm là đi theo cái hướng là sẽ khá là tính toán, đem về cái lợi cho mình nhiều, miễn sao mình có làm ở đâu cũng được, miễn sao có lợi là ok. Và có một nhóm nữa là đi về cái hướng gọi là cống hiến cho cộng đồng nha. Thì trong cái nhóm mà hướng cống hiến cho cộng đồng thì họ cũng sẽ có một sự tính toán, họ làm cái gì đó mà để cho cộng đồng được lợi nhất đó. Còn những người mà là cống hiến cho bản thân mình đó, thì họ phải tính toán làm sao cái óc, đầu óc của họ phải tính toán gọi là gần như là rất là hơi bị tính toán quá đó, để đem lại lợi nhuận cho mình. Thì trong đây những bạn nào rơi vào cái tình trạng là có thể lương bị hơi thấp xuống một chút, thì một số bạn sẽ vì cái nhìn thực tế của mình như vậy, cho nên các bạn sẽ có ý định là sẽ chuyển công việc. Thì việc chuyển công việc của các bạn trong cái giai đoạn này có thuận lợi hay không thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Là thực ra trong cái giai đoạn những khó khăn của các bạn á, là nó đến bắt đầu từ mùa xuân rồi nha. Mùa xuân vừa rồi á, là có nhiều những vấn đề khó khăn lắm luôn á, về mọi thứ các bạn đều vượt qua được trong cái giai đoạn 3 tháng vừa rồi là đã cả một sự may mắn á. Rồi yếu tố nữa là một số người sẽ dễ rơi vào cái tình trạng như là bị ăn uống không tiêu, hoặc là bị giống như là hơi bị trầm cảm á. Rồi cho nên là trong cái giai đoạn này thực sự mà nói á, là giai đoạn khó khăn tháng 4 á, là cái giai đoạn khó khăn của người mang yếu tố khí đó nha. Đã đến lúc thực sự ra mà nói, nếu mà cần phải thay đổi công việc thì đã đến lúc các bạn phải thay đổi rồi đó. Cái việc thay đổi này không có phải là do các bạn muốn đâu, mà có thể là do vì mọi thứ. Và đến cái lúc có thể là cố gắng làm sao chúng ta thay đổi một cách gọi là đừng để cho cái gọi là cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp cũ và mới nó xấu đi. Nói như là một người đã từng đi đồng hành với mình bao nhiêu lâu nay rồi, mà bây giờ mình phải chia tay hoặc là bắt buộc phải chia tay, thì chúng ta cố gắng giữ cái mối quan hệ anh em hoặc là chị em ở bên ngoài cho nó tốt ha. Bởi vì thực sự đã đến lúc các bạn phải là thay đổi rồi đó nha. Trong cái giai đoạn vừa rồi, các bạn, những bạn nào mà nghĩ cho mọi người á, thì cũng đã cố gắng rồi. Nhưng mà nếu bạn nào mà hiện tại bây giờ mà đã đến lúc cần phải thay đổi thì các bạn cứ mạnh dạn thay đổi đi, không sao cả nha. Tại vì các bạn phải nghĩ như thế này nè, nếu các bạn rơi vào một cái trạng thái mà trầm cảm, một cái sự cô đơn hoặc một cái gì đó mà không có người chia sẻ thì các bạn phải tự cứu lấy mình thôi, chứ không thể nào mà các bạn lại nhờ vả được một người khác xung quanh mình đâu ha. Cho nên trong cái giai đoạn vừa rồi có thể nói là một cái giai đoạn khá là khó khăn của những người mang yếu tố khí đó. Thì bây giờ nó có một qua trong những cái mà các bạn có thể hóa giải được một chút xíu là các bạn có thể là trong cái tháng 4 là một cái tháng cũng không phải là một cái tháng gọi là thuận lợi lắm gì đâu cho những người mang yếu tố khí nha. Nhưng mà ở đây là tôi có là có cái yếu tố là kim, các bạn có thể là sử dụng cái màu trắng nhiều hơn một chút xíu đó. Rồi các bạn ở về cái hướng đông nam của cái nơi mình đang ở đó, thì nếu mà bạn nào nó có về phong thủy mà các bạn biết thì có thể mình treo cái sáo mà để, hoặc là sáo nha, chứ không phải là cái chuông gió đâu nha. Thì các bạn có thể là hỗ trợ cho các bạn một chút xíu trong cái tháng 4 nha. Đó,
Thì một trong những cái pháp khí mà có thể hỗ trợ về phong thủy, ở đây tôi cũng cho các bạn biết luôn, để các bạn có thể tự mình xử lý được những cái vấn đề nhẹ nhẹ thôi, chứ còn vấn đề sâu hơn thì phải có những cái sự phân tích chuyên môn. Chứ chúng ta cũng không có được làm kiểu như là kiểu là làm ông nọ cắm cầm bà kia thì nó sẽ không hay đâu nhá. Thì trong cái tháng 4 thì thực ra là về mặt gọi là không phải là, nếu mà so ra với các cung khác thì cũng không phải là khó khăn lắm, nhưng và cái yêu cầu và cái là cái sự mà đòi hỏi của người mang yếu tố khí nó cao hơn, cho nên cái việc mà trong cái giai đoạn này các bạn cái khó khăn đó thì các bạn không chấp nhận và các bạn muốn sự thay đổi. Thì nếu bạn nào có muốn sự thay đổi thì cứ thay đổi đi, không sao đâu, đã đến lúc các bạn cần phải sự thay đổi rồi ha. Thì đây là một cái buổi trải bài cho tháng 4 và cũng là một cái clip tiếp theo mà bên Tarot và Cuộc Sống đã gửi đến các bạn. Thì đây cũng là một cái lời cảm ơn các bạn đã nghe hết clip và xin chào. Nếu các bạn thấy có những cái điều gì hay hoặc là những cái tâm tư nguyện vọng gì mà muốn chúng tôi có thể chia sẻ ở công khai như thế này thì các bạn có thể nhắn đến chương trình. Rồi xin chào các bạn.